Thời gian này nhiều chuyện mà nói hoài nói nhiều không bằng không có nói hãy à, chú anh khi họ không có nghe rồi lỗ tai bị điếc về con có nói ngàn lời triệu lời tỷ lời lúc họ không có nghe còn những người mà có chánh kiến có một cái kiến thức căn bản không cần nói tao ta cũng nghe chứ cần sư phụ xuất hiện thì là họ đã phải quay đầu với cha mẹ rồi tự <laughs> vì họ ở vào cái thời đại quá văn minh quá văn minh thành ra quá ngu xuẩn họ cứ nghĩ ở trong trường dạy ba cái cát mát lê niên là giỏi họ cứ học cái đó biết học mà học ngu mà họ cứ nghĩ là học khôn <laughs> học khôn nó không có như vậy học khôn ở đất nước đâu có nở hàng trăm năm đi thụt lùi lại thằng nam hàng hồi xưa nó thua nước mình biết qua xa phải dở dào nước mình rồi về nó coi à, lao động hàn quốc là giống như à, hàng thấp kém bên nước nó xưa nước mình là hòn ngọc viễn đông bây giờ là hòn đá viễn đông <laughs> từ từ Hoàng Ngọc thành Hoàng Đá, Đấy không <cười> <cười> thì uh, ăn thua ở trên thôi, trên khôn thì dưới ngoan, trên quậy thì dưới quạ, dưới <laughs> nên sư phụ mới tốn hơi tốn sức mới khổ với cái nước việt nhưng mà chỉ có uh, kiếp này nó xong hồi về trời sau khi đức thầy xuất hiện rồi uh, thiên tâm bắt đầu uh, họ thiên bắt đầu uh, có rễ uh, có mầm này nảy nảy mầm nảy giống cái là cái mùa này á uh, mới thu hoạch nó hơi yếu xả hơn vụ mùa đi tại vì năm loại mà cứng đầu khó nói chuyện lắm à, để cho họ họ đi theo mấy tour mấy gió thoảng thì lúc đó họ mới hiểu Hồ chỉ nhận lệnh của cha xuống trần làm những việc à, cùng với à, các chư vị đã rất là đông không phải mình sư phụ nhớ cũng năm sáu nghìn người phật thánh tiên đồng thời rất là nhiều tiên chúng ở cõi thị cung cũng lên đầu thai ở màn này ở cõi tất cả các tầng trời từ thấp tới tầng trời cao cũng xuống đầu thai làm làm người mang thân người <laughs> nhưng mà khi mình mang thân người đa số và 95% họ không có nhớ không biết nhưng mà trong cái tập khí trong cái lại gia thức cái thường người đời gọi là six sen sen là À, à, giáo quan thứ sáu đó, nhạy cảm Thì, à, nhắc lại nhắc lại khơi lại Thì những người đó, đó chỉ cần nghe sư phụ một hai cái clip hai cái hai ba lời nói thôi họ có nhận thức họ biết nhưng mà ở cái thời đại tận thế này <laughs> cha rất là từ bi mở cổng cho địa ngục đi lên cho quỷ dương cũng xu 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 xuống thế để mà đầu thai làm thân người <laughs> để cho họ có một cái cơ hội là gì họ cũng là con của thượng đế họ không họ họ phân bì họ nói sao sao cho mấy người kia thi mà không cho họ thi à, lập công để mà họ được tiến hóa thăng cao hơn đại khái đại nam hằng chi hằng sáng mắt <laughs> hay là Phật đại tử dễ thương thì lúc đó ở mấy mấy cái loài thú họ hôm nay họ cũng đầu hai làm người rất là đông thú dĩ nhiên đông hơn người Đồ quỷ cũng đông hơn nữa từ đó khi mình ra đường á tại sao thời đại này á con người mất nhân tính nhiều không có nhân lễ nghĩa chứ tính nhiều họ không biết gì tôn ti trật tự hết rồi họ cứ hơn thua chút xíu cũng hơn thua Dành chỗ đầu xe thôi cũng lấy súng bắn nhau <laughs> nhiều chuyện vui rồi hơn nhau có một chút xíu cái trái ớt củ thổi, công hành mà cũng có thể quấn lộn nhau nữa <laughs> họ không có biết nhường nhịn nhau đó là những cái tâm uh, tâm thấu họ họ chưa có um, nhường nhịn thì đây là uh, do lòng lòng từ bi của các chư Phật Cha cho họ có một cái cơ hội để mà không có nói ồ sao uh, lại không cho họ lên làm người. Họ cũng mặc đồ vest ngon lành, vẫn đẹp trai đẹp gái. Nhưng mà tâm thì tâm tà.